Thầy xin mến chào các em học sinh. Trước khi vào bài mới như thường lệ, chúng ta đến gốc đố vui của câu đố hôm trước nha mấy em. Thì câu hôm trước là thầy đã hỏi mỗi năm có 7 tháng 31 ngày. Đố bạn có bao nhiêu tháng có 28 ngày? Ở đây câu hỏi mấy em chú ý là người ta hỏi là có bao nhiêu tháng có 28 ngày, chứ không phải là trong năm đó, một năm đó có tháng nào là có 28 ngày, chỉ 28 ngày. Hỏi có bao nhiêu tháng thì tháng nào nó cũng có 28 ngày hết trơn mấy em nha. Tháng nào cũng có hết, như vậy chúng ta sẽ trả lời là có 12 tháng có 28 ngày. Chứ người ta hỏi không hỏi là trong năm đó là một năm nào có 28 ngày hết nha, trong năm đó. Rồi, đến với bài học hôm nay thì thầy hướng dẫn cho các em bài phép cộng phân số tiếp theo. Thì trước chúng ta đã học bài phép cộng phân số là phép cộng cùng mẫu. Thì muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta lấy tử cộng tử mẫu giữ nguyên. Đó là bài học hôm trước. Hôm nay chúng ta sẽ bằng cách phép cộng phân số khác mẫu. Và thầy sẽ chỉ cho chúng ta bằng cách cộng phân số khác mẫu bằng cách là nhanh nhất. Chúng ta chú ý nha. Ở đây thầy có là 1 phần 2 cộng 1 phần 3. Thì muốn cộng hai phân số khác mẫu số thì chúng ta quy đồng nha. Thì bằng cách quy đồng thì chúng ta hôm trước chúng ta đã học quy đồng rồi. Thì chúng ta lấy phân số thứ nhất nhân cho mẫu số của phân số thứ hai. Lấy phân số thứ nhất nhân cho mẫu số phân số thứ hai. Lấy phân số thứ hai nhân cho mẫu số của phân số thứ nhất. Rồi sau đó chúng ta lấy hai kết quả chúng ta cộng lại. Thì đó là cách để chúng ta làm bài này, nhưng mà thầy hướng dẫn cho chúng ta có thể là bằng cách nhanh nhất. Nha mấy em. Rồi bây giờ chúng ta đầu tiên, bài này chúng ta sẽ đi tìm mẫu số chung của nó. Muốn đi tìm mẫu số chung, chúng ta sẽ lấy cho thầy là 2, chúng ta nhân cho 3. 2 nhân 3 thì chúng ta sẽ ra mẫu số chung của hai phân số này, đó là 6. Nha mấy em, vậy mẫu số chung của hai phân số này nó là 6. Nha. Rồi, tiếp tục, chúng ta sẽ lấy 3, chúng ta nhân lên cho 1 này. 3 nhân 1 chúng ta sẽ bằng 3. Như vậy thì chúng ta sẽ có là 3 phần 6 là phân số thứ nhất nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có là 3 phần 6. 3 phần 6. Rồi 3 phần 6 là phân số thứ nhất. Chúng ta cộng. Cộng. Rồi phân số thứ hai là mấy em thấy nè, phân số thứ hai cũng có mẫu là 6 nha. Tại vì chúng ta mẫu số chung của hai phân số này nó là 6 nha mấy em. Mẫu số chung của hai phân số này là 6. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ lấy tiếp là gì? 2 chúng ta nhân lên cho 1. Thì 2 nhân 1 nó sẽ bằng 2. Như vậy thì phân số thứ hai này nó sẽ có là 2 phần 6. 2 phần 6 nha. 2 phần, tức là 2 phần 6 nha mấy em. 2 phần 6. Rồi, bây giờ trở lại đây. Chúng ta thấy là hiện giờ là 3 phần 6 cộng 2 phần 6 thì nó trở về phân số cùng mẫu số. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy tử cộng tử mẫu, chúng ta giữ nguyên nha. Như vậy thì chúng ta có kết quả là gì? Tử cộng tử thì chúng ta sẽ có là gì? 3 cộng 2 thì 3 cộng 2 bằng 5. Mẫu chúng ta giữ nguyên là 6 nha mấy em. Đó. Rồi đơn giản vậy thôi. Ta có kết quả là 5 phần 6. Rồi, thầy nhắc lại một lần nữa cho mấy em nha. Thầy nhắc lại một lần nữa nha. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm mẫu số chung của nó. Thì mẫu số chung của nó chúng ta lấy 2 nhân cho 3, ra mẫu số chung của hai phân số này nó là 6.
chúng ta lấy 3 nhân cho 1, nó là 3. Vậy phân số thứ nhất là 3 phần 6. Chúng ta tiếp tục lấy 2 nhân cho 1 là 2. Vậy thì phân số thứ hai nó là 2 phần 6. Thì chúng ta sẽ lấy phân số này cùng mẫu. Và lấy 3 cộng 2 bằng 5. Mẫu giữ nguyên là 6. Đó, bài toán nó đơn giản vậy thôi em. Nha. Rồi, như vậy thì chúng ta có kết luận như sau. Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng hai phân số đó. Tức là trước tiên chúng ta sẽ quy đồng và sau chúng ta sẽ cộng lại hai phân số đó. Thì cách làm của thầy cũng là cách quy đồng mẫu số và sau đó chúng ta cộng lại. Nhưng mà cách này chúng ta sẽ thực hiện nhanh hơn và dễ làm hơn. Nha mấy em. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài tập nha mấy em. Đi vào nội dung bài tập thứ nhất. Chúng ta có 4 câu. A, câu B, câu C và câu D. Câu A thì mấy em thấy là 2 phần 3 cộng 3 phần 4. Như vậy chúng ta sẽ đi tìm mẫu số chung của nó là lấy 3 nhân 4. À, 3 nhân cho 4 là mẫu số chung của nó là gì? 12. Sau đó chúng ta sẽ lấy 4 nhân 2 thì nó ra bằng 8. Vậy phân số thứ nhất là 8 phần 12. Phân số thứ hai chúng ta lấy 3 nhân 3 bằng 9. Vậy phân số thứ hai nó sẽ là 9 phần 12. Nha mấy em. Rồi. Tám phần mười hai cộng chín phần mười hai thì cộng phân số cùng mẫu ta học rồi, thì chúng ta lấy tử cộng tử, mẫu giữ nguyên. Vậy lấy tám cộng chín bằng 17. 12 chúng ta giữ nguyên, vậy chúng ta có là 17 phần 12. Rồi tiếp chúng ta sang câu B. 9 phần 4 cộng 3 phần 5. Tương tự thì chúng ta cũng lấy 4 nhân 5 thì ra mẫu là 20. Lấy 5 nhân 9 là 45. Như vậy chúng ta có là 45 phần 20 là phân số thứ nhất. Chúng ta lấy 4 nhân 3 là 12. Như vậy phân số thứ hai là 12 phần 20. Rồi chúng ta lấy 45 cộng 12 ra bằng 57 phần 20. Tiếp theo, câu B chúng ta cũng thực hiện ở câu C. Chúng ta sang câu C, chúng ta thực hiện cũng giống như câu A, câu B thôi em. Thì đầu tiên thì mình cũng lấy là gì? 5 nhân cho 7 là mẫu là 35. Rồi 7 nhân 2 là 14. Vậy chúng ta có 14 phần 35 là phân số thứ nhất. Ta lấy 5 nhân cho 4 là 20. Vậy chúng ta có là 20 phần 35 là phân số thứ hai. Không? À. Rồi chúng ta cộng hai phân số này lại thì chúng ta ra kết quả là 34 phần 35. Vậy thôi. Rồi, chúng ta sang tiếp tục sang câu D. 3 phần 5 cộng 4 phần 3. Chúng ta cũng làm tương tự ha. Chúng ta lấy 5 nhân 3 ra mẫu là 15. Rồi lấy 3 nhân 3 bằng 9, 9 phần 15. Rồi 5 nhân 4 20, chúng ta ra 20 phần 15. Thì chúng ta cộng ra được là 29 phần 15. Vậy chúng ta đã thực hiện xong bài tập số 1. Chúng ta đi vào tiếp nội dung bài số 2. Bài số 2 yêu cầu chúng ta tính theo mẫu. Ở đây chúng ta có là 13 phần 21 cộng 5 phần 7. Ở đây mấy em chú ý giùm thầy nha. Thì làm theo mẫu. Ở đây mấy em thấy là 21 chia cho 7 được nè. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy mẫu số chung của nó là 21 nha. Thì 21 chia 7 chúng ta có bằng 3. Chúng ta lấy 5 phần 7 thì chúng ta sẽ nhân cho 3. Để ra mẫu số chung của nó là 21 nha mấy em. Còn 13 phần 21 thì chúng ta giữ nguyên. Rồi chúng ta bằng 13 phần 21 chúng ta giữ nguyên. Thì 5 phần 7 chúng ta sẽ nhân cho 3 nha. Thì chỗ 5 phần 7 này chúng ta đã nhân cho 3 để ra cùng mẫu với là 13 phần 21. Rồi chúng ta sẽ bằng 13 phần 21 thì 5 nhân 3 bằng 15, 7 nhân 3 bằng 21, chúng ta có là cộng 15 phần 21. Tiếp tục thì chúng ta lấy tử cộng tử, chúng ta mẫu giữ nguyên là chúng ta ra kết quả bằng 28 phần 21. Rồi đây là tính theo mẫu. Rồi người ta có thể viết gọn lại như sau. Viết gọn lại có nghĩa là cái bước này chúng ta không cần thiết nha, chúng ta chỉ lấy bước cuối này thôi và kết quả. Đó.
Vậy thì chúng ta thấy là 13 phần 21 này cộng 5 phần 7. Thì chúng ta lấy 5 phần 7 này chúng ta sẽ nhân cho 3. Thì nó ra 15 phần 21. Cái này chúng ta nhân nhẩm luôn. Rồi 13 cộng 15 thì bằng 28. Ra 28 phần 21. Đây. Ở đây chúng ta có câu A, câu B và câu câu A, câu B nha em. Ở đây chúng ta có câu A, câu B và câu C, câu D luôn nha. Bài số 2 này chúng ta có 4 câu. Câu A chúng ta sẽ thực hiện như sau. Thì mấy em thấy là mẫu số chung của nó sẽ là 12. Phải không? Mẫu của nó là 12 nha. Đó. Thì mình lấy 11 phần 4 này mình sẽ nhân cho 3. Thì nó sẽ ra bằng là 3 phần 12. Rồi chúng ta lấy tử cộng tử mẫu chúng ta giữ nguyên là 3 cộng 3 bằng 6 nha. Bằng 6 phần 12. À, thì 6 phần 12 mấy em sẽ rút gọn luôn. Thì mình chia 6 luôn. Thì 6 chia 6 được 1, 12 chia 6 được 2. Chúng ta rút gọn ra bằng 1 bằng 2 luôn. Nha, vẫn được. Tiếp tục, chúng ta sang câu B. Câu B mấy em nhìn thấy không? À, nhìn thấy không? Mẫu là 25 nha. Thì mình lấy 3 phần 5 này, mình sẽ nhân cho 5. Thì 3 x 5 là 15. Vậy chúng ta có là 15 phần 25. Còn 4 phần 25 này chúng ta giữ nguyên. Rồi chúng ta sẽ bằng 4 phần 25 cộng là 15 phần 25 thì bằng 19 phần 25. Tiếp theo chúng ta sang câu C. Câu C là 26 phần 81 cộng cho 4 phần 27. Thì chúng ta thấy là 81 chia hết cho 27. Như vậy thì mẫu số chung của nó sẽ là 81. Như vậy thì 81 chia cho 27 chúng ta sẽ được 3. Vậy chúng ta sẽ lấy 4 phần 27 này chúng ta sẽ nhân cho 3. Ha, thì 4 x 3 nó ra 12. Như vậy thì phân số thứ hai nó sẽ có kết quả là 12 phần 81. Như vậy thì chúng ta có là gì? 26 phần 81 nha, cộng với 12 phần 81 bằng 38 phần 81. Chúng ta sang câu D. Thì câu D này chúng ta thấy là 64 chia hết cho 8. Mẫu số chung nó là 64. À, thầy nói lại nha. Thì 64 chia hết cho 8 thì mẫu số chung nó là 64 nha em. Rồi, 64 chúng ta sẽ có mẫu số chung thì 5 phần 64 này chúng ta giữ nguyên. Còn 64 chia 8 nó bằng 8, lấy 7 phần 8 này chúng ta nhân 8 thì nó ra kết quả là 56 phần 64. Rồi chúng ta sẽ ra kết quả là 61 phần 64. Thì chính đó là câu D. Rồi chúng ta sang nội dung bài 3. Bài 3 có nội dung như sau. Một ô tô giờ đầu chạy được 3 phần 8 quãng đường. Giờ thứ 2 chạy được 2 phần 7 quãng đường. Hỏi sau 2 giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu phần của quãng đường? Rồi chúng ta thấy là giờ đầu thì chạy được 3 phần 8 quãng đường. Giờ thứ 2 thì chạy được 2 phần 7 quãng đường. Bây giờ đề bài hỏi là 2 giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu phần của quãng đường, phải không em? Thì cái này hỏi 2 giờ thì chúng ta lấy 3 phần 8 thì chúng ta sẽ cộng cho 2 phần 7. Vậy thôi. Được chưa? Rồi. Chúng ta đặt bài giải là gì? Sau 2 giờ ô tô chạy được là chúng ta lấy 3 phần 8 cộng 2 phần 7 thì chúng ta quy đồng thì ra kết quả là 37 phần 56 quãng đường. Đáp số 37 phần 56 quãng đường. Như vậy chúng ta đã thực hiện xong bài tập số 3. Thầy vừa hướng dẫn cho các em xong bài phép cộng phân số tiếp theo trang số 127 nha em. Rồi, đến với góc đố vui hôm nay thì thầy có một cái câu đố như sau. Bạn đang ở trong một cuộc đua và bạn vừa vượt qua người thứ nhì. Vậy, bây giờ bạn đang ở vị trí nào trong đoàn đua ấy? Thầy nhắc lại. Bạn đang ở trong một cuộc đua và bạn vừa vượt qua người thứ nhì. Vậy bây giờ bạn đang ở vị trí nào trong đoàn đua ấy?
Rồi, mấy em hãy comment và bình luận ở phía bên dưới đáp án của mấy em nha. Chúc mấy em trả lời chính xác câu ở góc đố vui này. Thầy xin chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại video lần sau. Bye bye các em.